tỉnh Bắc Giang thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 13,2%, đứng đầu cả nước. Huyện Việt Yên nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Giang, là nơi thu hút FDI nhiều nhất. Tuy nhiên, huyện Việt Yên đang xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội. Công ty cổ phần đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang mang trong mình mong muốn kiến tạo nên một môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo các cấp tỉnh Bắc Giang, công ty cổ phần đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang đã mang hết tất cả tâm huyết và khả năng của mình bởi dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang. Evergreen Bắc Giang được định hướng trở thành tổ hợp nhà ở xã hội chất lượng cao dành cho công nhân và các dịch vụ tiện ích kèm theo. Tọa lạc tại khu đô thị mới thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sở hữu vị trí vàng, nằm giữa các khu công nghiệp quy mô hàng đầu khu vực, được thừa hưởng hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại đồng bộ. Dự án có tổng diện tích 3,2 hectare với quy mô 10 tòa nhà chung cư với hơn 4.000 căn hộ, dự kiến dự án sẽ được bàn giao vào quý 2 năm 2023. Bằng sự nghiên cứu tỉ mỉ trong quá trình thiết kế, dự án Evergreen Bắc Giang chú trọng tạo nên các công trình bền vững, hòa giữa thiên nhiên và con người, nơi tận hưởng những trải nghiệm về cuộc sống tiện nghi trong không gian xanh, sạch và an toàn, giúp cư dân cảm sâu về cuộc sống vẹn toàn và tổ ấm hoàn hảo. Sở hữu thiết kế hiện đại, chung cư Evergreen Bắc Giang như một thành phố thẳng đứng, bao gồm 20 tầng nổi và một tầng hầm. Trong đó, dự án sở hữu riêng lõi xanh với đa dạng tiện ích bao gồm vườn thể chất, đường dạo, máy tập gym ngoài trời, vườn nướng BBQ ngoài trời, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng. Căn hộ Evergreen Bắc Giang được tối ưu hóa diện tích phù hợp công năng sử dụng của từng phòng chức năng. Các căn hộ của dự án có diện tích đa dạng từ 26 đến 70 mét vuông. Tất cả các phòng trong căn hộ đều có mặt thoáng, khe sáng để đón ánh sáng tự nhiên và không khí tươi. Một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và ngập tràn hạnh phúc tại Evergreen Bắc Giang đang chờ đón những cư dân tương lai. Với vị trí độc tôn, thiết kế đẳng cấp cùng tiện ích vượt trội, Evergreen Bắc Giang sẽ giúp bạn cụ thể hóa giấc mơ về một cuộc sống thịnh vượng, bền vững. Evergreen Bắc Giang, khởi tạo cuộc sống bền vững.